con này thì chạy 28 sò công suất ít motor la 1800W. Con này các bác chơi hai cặp full 30 càng thoải mái luôn nha. Con này hàng nội địa điện 110 nha các bác. Đường tín hiệu đầu vào có 6 ly và 3 lăng, trạm loa. Đây là phần tăng nhiệt phía sau của em nó, cái nguồn rất là lớn, 1800W. Em quay xung quanh rồi mời các bác cùng xem nội thất bên trong. Và giá con này là 17 triệu nha, đã bao gồm phí ship rồi nha. Tặng kèm một bộ dây ba lăng nữa. Bộ ba lăng thì trị giá là gần 300 ngàn. Rồi, xung quanh em đó thì các bác cũng đã thấy rồi. Phía trước là có hai cái volume nha. Hai volume nút nguồn. Con này các bác về ghép với những cái, nếu mà có boss thì quánh quá là phê luôn. 701, 601. 601 thì con này chơi tới hai cặp thoải mái, 701 hai cặp vân vân, những cặp 301 thì vô tư rồi. Tiếng của boss thì rất là sáng và lực. Rồi em mở nắp và mời các bác cùng xem nội thất bên trong. Đây là phía trên nắp của sản phẩm nha. Giá thì bên em bao gồm phí ship rồi, chuyển khoản đủ em vẫn bớt 200 ngàn nha. Vâng, đây là cấu hình bên trong của con boss tầng 8. Các bác sẽ thấy một cái lọc nguồn này, một cái tăng phô và bốn cái tụ lọc nguồn rất là lớn nha các bác. Đây là một dãy sò, nó chạy sò Motorola nha các bác. Mỗi vé là 14 con, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 14 con, 2, 4, 6, 7 này, 2, 4, 6, 7, bên này 7 con là tổng 28 con. Rất là mới nha các bác. Đây là cái lọc nguồn nha. Lọc nguồn trên những con boss đời lớn đều có lọc trang bị lọc nguồn. Là 4 tụ lọc nguồn. Đây, phần nhận tín hiệu đầu vào này. Tất cả zin đét hết nha các bác. Hoạt động hoàn hảo nha. Các bác cứ cắm đúng điện 100, 110 là ok nha. Đây, phần công suất này các bác có thể thấy trở sử dụng trở rất là lớn. Nói về những dòng đẩy boss thì nổi tiếng nhất là những dòng là những có rất ít là model như là 1600 và 1800 thôi. Còn lại thì rất là bình thường. Những con 4 kênh SR600 thì nó được cái to, chứ còn không kể cả con 600 SR600 nghi không bằng con 1600 đâu nha, mà chưa nói gì tới con 1800 đâu nha. SR600 là dòng 4 kênh nó yếu lắm. Rồi, em giới thiệu con boss 1800 đến đây là kết thúc. Bác nào có nhu cầu cứ alo cho em nha. Giá 17 triệu. Vâng, xin chào tất cả các bác. Đây là con cover BM1400. Thì nó BM1400 thì cấu hình như con boss 1800 nha các bác, nhưng mà giá hợp lý hơn. Hiện tại thì giá con này em đang giao bán là 15 triệu nha. 1800W. Con này các bác gắn thoải mái hai cặp full 30 nha. Kuribe hay là vân vân. Với công suất khỏe chạy 28 sò Motorola. Trang bị lọc nguồn rất là lớn nha bác, so với lọc nguồn của boss thì lọc nguồn cover khá là lớn. Chỉ số lớn hơn. Đây là tăng phô nguồn, 4 tụ lọc nguồn Philips. Đấy. Cấu hình thì giống nhau nhưng mà mỗi hãng nó có tinh chỉnh khác nhau nha các bác. Nghi thì nó ná với nhau nhưng mà cover thì nó tiếng nó đầm, còn boss thì tiếng nó sáng hơn một tí. Còn các bác thích giúp với boss thì lựa chọn những con cover này, chơi những loa full 30 như là những dòng Rebeller, Sharkwing, vân vân vân. Còn cặp full 40 thì con này vẫn cực kỳ căng luôn nha các bác. Còn 1800W thì cực kỳ là dư dủ rồi. Đường tín hiệu vào là có ba lăng này. Khi các bác mua những con đẩy bên em đều được tặng kèm dây ba lăng nha. Hàng của Mỹ, xuất trên thị trường châu Âu. Con này xuất châu Âu là điện 220-240 nha các bác. Đây. Điện 220-240 rất là tiện, 1800W. ngàn bốn trăm watt nha các bác, rất là khỏe nha, máy rất xuất sắc luôn nha. Giá 15 đã bao gồm phí ship, được tặng kèm một bộ dây ba lăng, là hai một vé là 14 con sò Motorola nha các bác, 14 con Motorola. Máy mèo đen truyền chỉ đỏ BM1400. Bác nào chốt thì alo cho em nha. Máy đẹp xuất sắc hết nha các bác, tất cả xinh đẹp hoặc là hoàn hảo nha. Là 20 con Motorola này, 28 con mua vé là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 này, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 con Motorola thì các bác sẽ biết là nó đánh rất là uy lực rồi. Tiếng hay, đẳng cấp, logo cover. Ở Việt Nam hình thì ai cũng đều chơi Auto đều bước trên thương hiệu này. Chuyên Gearbox, Gearbox rất là hay. Giá 15 nha các bác, chuyên Honda em vẫn bớt 200 ngàn, còn 14.800, đăng kỳ một bộ dây 35. Rồi thì video đến đây kết thúc, video que giới thiệu con cover BM 1800W, 1400W trên 8 ohm, rất là khỏe. Với trang bị lọc nguồn và hệ thống âm thanh rất là hay. Các bác vừa nghe nhạc vừa hát karaoke, nếu các bác nghe nhạc thì nghe trực tiếp cũng được. Hoặc là nếu hát karaoke thì mua một con van màu đen nữa là ghép vào nữa là đúng bài luôn nha. Vâng, xin chào tất cả các bác ở mọi miền Tổ quốc nha. Đây là con đẩy rất là khủng của cover. Cover BT2004. Con này cấu hình khủng nên là máy trang bị là cấu hình monolock. Các bác sử dụng hai dây nguồn. Phụ kiện đầy đủ hết cho các bác nha. Máy đẹp xuất sắc nha các bác. Em này thì khủng rồi và tiếng cực kỳ hay rồi. Các bác chơi như loa boss, loa full 30-40, chơi sub vân vân. Đây là phần công suất riêng biệt. Và phần mỗi vé này các bác nó nuôi riêng biệt luôn nha. Tại vì cấu hình những đại lớn đều sử dụng cấu hình monolock. Một tăng phô, hai bên kia hai tăng phô, hai tủ lỗ nguồn rất là lớn. À, những hộp mặt âm sắc có thấy rất là xuất sắc luôn nha. Giá con này hiện tại là 25.500 đã bao gồm phí ship nha các bác. Con này hàng nội địa Mỹ, điện 110 là điện 110 đó các bác. Tăng phô này, máy đẹp xuất sắc hết nha các bác, tất cả nguyên zin, hoạt động hoàn hảo nha. Phía sau các bác sẽ thấy được là chế độ chơi sub, các bác sẽ đua mono này, stream mono, clip vân vân, XNR, đường tiêu vào là 35. Khi các bác mua những con đẩy bên em đều được tặng kìm da 35 nha. Và đây là trạm loa, đấy, trạm loa, hai trạm. Và đây cũng là trạm luôn, trạm dùng ốc này. Đây là hai cái cầm dắt nguồn, dắt nguồn nha các bác. Kém nguồn ba chân vào, tại vì đẩy lớn là sử dụng nguồn ba chấu hết, nhỏ có cổng tiếp mát đầy đủ hết nha. Hai cái cầu chì, đấy. Nói về dòng BT 2004 là top khủng của cover. BT 2004 900 2008. Con 2008 nó tới 2004 nha các bác. Con 2008 nó cũng thiết kế y dài nhưng mà cấu hình nó nhỏ hơn. 2004 cấu hình nó lớn hơn. Đấy. Bác nào yêu thích con này thì alo cho em nha. Chơi lo khủng và chơi những con này thì không cần phải lăn tăn về sau để nâng cấp nữa. Quá khủng rồi. Đây là những cuộn đồng bù áp có rất là lớn, còn cả tem chờ này luôn nè, seri đấy USA. Một 1200W trên một kênh nha các bác, 1200W trên một kênh. Nếu các bác mình đánh xuống nhiều loa xuống 2 ohm thì nó rơi vào 8 tới 2 ngàn, hơn 2 ngàn các bác. Rất là khỏe nha. Có nghĩa là mỗi cọc các bác. Rồi, em xin chào, hẹn gặp lại các bác. Bác nào mình chuyển khoản đủ thì em bớt 300 ngàn nha. Còn 25.200 bao ship, tại vì con này nặng. Con này có hình lớn nó rất là nặng. Bê công lưng này các bác. Cover BT 2004. 4 công tắc phía trước nha các bác. Và 2 volume. Hai đèn tia hai bên. Rồi thì bác nào có nhu cầu về con sản phẩm bên em thì alo cho em chính qua hai số điện thoại trên. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.